chào các bạn, mình tên là Quỳnh Trang, học sinh lớp 33 trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Tam Kỳ. Các bạn có biết không, ở trường mình, ngoài những phong trào thi đua, học tập như giành được điểm 9, 10, luyện viết chữ đẹp, thì chúng mình còn tham gia nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ khác rất sôi nổi. Mỗi ngày đến lớp, sau những giờ học, chúng mình rất thích được cùng bạn bè hát những bài hát về khúc hát tuổi thơ như mái trường, thầy cô, bạn bè. Nhân dịp Tết 2014 này, mình sẽ dẫn các bạn đi thăm những chú chim sơn ca, hát hay và hay hát ở trường mình qua những khúc hát tuổi thơ nhé. Bye.
mến, vừa rồi chúng ta được nghe bé Linh Chi và các bạn nhỏ lớp 1-7 biểu diễn liên khúc Thiên đường búp bê. Tiếp theo chương trình là ca khúc Giấc mơ trên cao do hai chị Kim Anh và Khánh Linh đến từ lớp 5-4 trình bày. Với tuổi thơ chúng mình,
Không có gì vui hơn khi được tham gia vào các trò chơi vui nhộn cùng bạn bè. Chú Phan Văn Minh đã có một ca khúc đồng dao rất hay, viết tặng cho tuổi thơ chúng mình, được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tham gia vào các trò chơi ấy qua ca khúc Con Nít Con Nôi nhé! Chương trình là bài hát Rock Vầng Trăng do các bạn Quỳnh Như, Bình Phương, Diệu Linh và nhóm Vú đến từ lớp 22 trình bày. Một bầu trời được sáng soi trăng.
Rock Vầng Trăng của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng đã khép lại chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay rồi. Quỳnh Trang xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau nhé.